Chào các anh em, hôm nay Hồng Việt sẽ hướng dẫn cho các anh em các bài vô kéo để cho những người biết tập chơi nha. Họ về kéo dưới đứng một cái bộ đứng rồi thế nào để cho nó chuẩn xác. Rồi hôm nay các bạn sẽ bắt đầu hướng dẫn quá ghê gớm. Đây, đây sẽ vô bàn pizza nha. Đó, mình sẽ quay cận cảnh vô bàn pizza. Sẽ hướng dẫn cho những cái bài vô kéo ở những anh em mới tập chơi. Anh em xem cảm thấy hay thì nhớ để lại cho một like và một lượt chia sẻ. Anh em thì chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh vào nha. Mới tập chơi về một cái thái bi là cái mũi. Bây giờ nếu mà không có cận cảnh thì anh em không thấy được. Mình chỉnh bài cận ra cho nó cận cảnh vô. Mới tập chơi thì trong cái bộ lếp thì mình những người bây giờ thì trước mắt thì mình phải dây kéo, trô kéo, tập cho kéo cho chỉnh. Còn những người nào mà chưa biết cầm cơ luôn á thì tập đứng một cái bộ đứng. Đứng cái bộ đứng cho nó chuẩn, ra cơ cho nó thẳng. Xong rồi mới là vô cái bi mới đánh vô chạm vô bi được. Còn giờ là hướng dẫn cho những anh em một cái cú trô, trô cho nó bén, nhảy bén cho nó về. Mình chờ không phải sẽ thực hành một cái cú trô nhảy bén cho về. Lúc phát mũi cơ đó, lúc phát mũi cơ là lúc mà mình phải đâm thẳng vô. Đâm thẳng xuyên bi nha nè, để cái mũi cơ ra cho nó ngang. Mình đâm một xiên cái bi thì nó sẽ nhai bén hơn. Có thể là mình giữ được một cái bi chủ đi ca dê mình cần chạm, mình hạ thấp con bào tay xuống rồi để cái cơ cho nó ngang. Nếu mà một cái trái bi chủ mình gần một cái trái cà dê gần thì mình không có hạ thấp nữa, mình không cần đâm xiên bi nữa, mà mình sẽ đâm một cái kiểu đâm cao bò, đâm gần thôi, không đâm xiên. Yeah.
10 mm. Một cái khoảng cách một trái bi nó có khoảng cách nhau là 5 cm, thường việc sẽ để cao hơn nữa và không có để hạ gần. Nếu hạ gần mình đâm có thể là ló cái mũi sẽ là lùa cơ, sẽ gây ra lùa cơ. Đây, thì sẽ hôm nay cảm ơn anh em đã theo dõi, thì chỉ chia sẻ cái clip này chỉ như đây thôi. Anh em cảm thấy hay thì nhớ cho Hoàng Việt một like và một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh. Vì sẽ ra nhiều clip tiếp theo sẽ hướng dẫn nhiều thế bi. Cảm ơn anh em đã theo dõi, chào tất cả anh em nha.